Xin chào các tình yêu Pi nha. Mấy hôm rồi lại không lên được với mọi người đâu, bởi vì là thứ nhất là cuối năm này thì thường là rất là bận rộn. Thứ hai là thực sự tin tức về Pi thì chúng ta cũng chưa có những cái tin gì chính thức chính thống mới cả. Chỉ có những ngày qua thì đó là cái sự nâng cấp của Pi browser và ở trong cái điện thoại smartphone đúng không ạ? Còn bên những ai dùng điện thoại iPhone thì nó không có cái vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đang tiến đến những cái thời khắc quan trọng, cho nên là vẫn phải nhắc lại với mọi người ở cái chỗ là chúng ta buộc lòng phải kiểm tra lại tài khoản của mình trước khi bước vào MyNet. Mang xuống đây, con mang xuống đây cho mẹ nào. Đó. Có một cái câu chuyện rất là hài hước là hôm qua, không biết là khi mà tôi có một bài trên Facebook mà tôi động chạm đến ai đó, hoặc là ai đó đã cố tình để đưa tôi lên mạng. Thế cho nên là có hàng hàng nghìn người, phải nói rằng là có hàng nghìn người vào kết bạn, và chủ yếu ở khu vực châu Phi. Mà tôi không thể tưởng tượng nổi các bạn ấy, khi mà các bạn ấy vào kết bạn xong rồi bắt đầu là thực sự đúng là phải tắt tắt điện thoại đi, bởi vì nó quá khủng khiếp. Bởi vì các bạn ấy gọi liên tục, gọi thường xuyên, và gọi giống như kiểu đúng như kiểu là để áp đảo mình ấy, cứ phải tắt mạng đi thôi, không dám để mạng vì gọi nhiều kinh khủng quá. Thế nhưng mà thực tế ra là trong những cái ban đầu ấy thì tôi chỉ nghĩ rằng là các bạn Pi thôi, chứ cũng không nghĩ rằng là ở đây là những đối tượng khác, bởi vì thực tế ra mình làm gì đâu mà để những cái đối tượng khác họ vào kết bạn. Thì từ trước giờ trong danh bạ thì lúc nào cũng có vài nghìn người, thế nhưng mà thực sự những người theo dõi mình thì nó cũng phải là nhiều. Nhưng mà từ khi mà sang sang Pi thì có các bạn hay vào trong nhóm, hay vào trong trong tường nhà tôi để vui vẻ chém chat thôi. Có một cái điều là ở cái chỗ là Facebook ấy, thì thường thường là tôi chỉ nghĩ rằng đó là một cái sân chơi, cho nên là hầu như là tôi không bao giờ trả lời tin nhắn hoặc là điện thoại, bởi vì thực tế ra là nếu như mà trong trong hàng 5.000 người đó mà cứ chỉ trả lời, gọi là chỉ chào nhau thôi, cũng đã hết thời gian rồi, bởi vì các cái tin nhắn đó nó rất là nhiều. Thế nên là không thể vào đó để mà trả lời tin nhắn mọi người được. Thì thực sự cũng cũng rất là nhiều lần là coi như là cũng phải xin lỗi mọi người ở chỗ là nếu mà nhắn tin bằng Messenger là tôi không có trả lời đó. Thế nhưng mà khi mà hôm qua các bạn ở châu Phi á, nhiều lắm, phải hàng nghìn người, trong 2 ngày hàng nghìn người vào kết bạn đó, thì các bạn ấy gọi điện rất là nhiều và các bạn ấy nhắn tin cũng rất là nhiều, nhưng mà tôi không dám vào tin nhắn, cũng không dám nghe điện thoại, là vì như này này, không biết là ai đó đã giao trên mạng rằng là có thể, tôi phán đoán thôi, bởi tôi phán đoán rằng là giao trên mạng rằng là cái người này có nhiều tiền này và đang cần tìm tình yêu này, cần 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 tìm giai này. Thế nên là hầu như là những cái bạn đấy vào là hầu như là chỉ xin tiền với lại cả khoe thân đấy, khoe 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 là rằng là tôi sẽ là phù hợp với bạn, với lại cả nói chung là những cái hình ảnh nó rất là tục tĩu, mà tôi thậm chí tôi không dám mở ra. Nhưng mà tôi có nghĩa là một vài cái bạn đấy thì nó có gửi đến cái thì mình nhìn thấy ngay đó. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn vào và tôi các cái bạn gửi tin nhắn đấy thì tôi vẫn vào, tôi trả lời rằng là thôi đừng có gửi cho tôi những cái tin đó, bởi vì tôi không cần những cái câu chuyện đó, cho nên không không gửi tôi. Còn nếu mà các bạn có nhã ý ở đây thì tôi sẽ giúp các bạn kiếm tiền Pi miễn phí, bởi vì có Pi là có thể đổi được tất cả. Thế nên là cũng cũng có một số bạn thì cũng cũng cài Pi, nhưng mà không nhiều, bởi vì thực tế ra hôm qua tôi cũng chỉ mới gửi được vài chục người thôi, chứ cũng không 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 nhiều. Thực ra ở châu Phi các bạn ấy rất là khó khăn lắm. Thế nên là các bạn ấy đưa một cái cơ hội này cho các bạn, đó cũng là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cũng giống như là thực tế ra thì đó là cái sự lan tỏa thôi. Nên là đối với tôi cái chuyện là lấy mã của ai không quan trọng, thì tôi cũng khuyên các bạn ấy nếu mà có người quen ở trong quốc gia thì quan tâm và lấy mã của người ta xong rồi để người ta hỗ trợ được tốt hơn. Thì đó là những cái mà cái cách của mình để lan tỏa đến với lại cả mọi người được nhiều hơn. Đồng thời thì chúng ta thì thực sự đã sống
nói rằng nó thế giới này thì nó cũng chỉ là một, nó giống như một ngôi nhà thôi đúng không ạ, và tất cả chúng ta thì cũng tương trợ hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên là tại sao mà các bạn ấy, khi mà các bạn ấy nhờ tôi hỗ trợ, rất nhiều bạn Pi trên toàn thế giới nhờ tôi hỗ trợ các bạn ấy, thì thực sự ra là tôi cũng chẳng biết các bạn là ai. Thứ hai nữa là các bạn ấy cũng không phải là rep của tôi. Tuy nhiên thì cùng chúng ta cũng nên hỗ trợ nhau, bởi vì là cái điều đó là cái điều mà để xây dựng và phát triển Pi. Pi của chúng ta trở nên thành công bởi vì là có lượng người tham gia, có lượng cộng đồng lớn tham gia. Và hai nữa là cái tính nhân văn của dự án nó rất là lớn đúng không? Cho nên bản chất của cái dự án rất là nhân văn, và Nicolas cũng đã đem đến cho chúng ta những điều nhân văn, thì chúng ta cũng nên trở thành những cái người có những cái hành vi, những cái ứng xử trong cái cộng đồng làm sao nó một cách tử tế và nhân văn. Cho nên tôi dù là rep là ai thì tôi vẫn hỗ trợ, dù các bạn có thể ở đâu đó thì tôi vẫn hỗ trợ. Và phải nói rằng là tôi cũng nói với mọi người rất nhiều rằng là thứ nhất là tôi không có gửi mã ở trên các trang của tôi nhiều. Thỉnh thoảng tôi chia sẻ thôi chứ không, tôi không chia sẻ thường xuyên. Thứ hai nữa đó là kể cả các cái trang, kể cả cái gì nhỉ? Cái lời khuyên đó là các bạn lấy mã thì lấy của ai đó mà mình có thể quen biết hoặc người thân của mình, thì nó cái sự hỗ trợ nó sẽ tốt hơn. Quay trở lại câu chuyện về Pi, cái việc của chúng ta là chúng ta phải kiểm tra lại tài khoản trước khi bước vào Mainnet đúng không ạ? Thì cái Pi của chúng ta thì nó cũng không có nhiều thao tác lắm để mà khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta có những cái bước mà chúng ta không thể không thực hiện, và nó rất là ngắn gọn thôi. Nhưng mà trong các video trước thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc, nhưng mà có nghĩa là để cái chỗ là nếu không nhắc lại mọi người cũng rất là chủ quan, ở chỗ là mọi người không xem đến xem là cái tài khoản của mình an toàn chưa, tài khoản của mình đã đảm bảo tất cả mọi nội dung chưa. Có một hai cái điện thoại của tôi đều thực sự là ở cái tình trạng là cháy máy, vì là cái điện thoại này ấy, thì cái điện thoại đang cầm tay này thì không biết là vào cái phần app gì đó, thế nhưng mà có nghĩa là nó luôn luôn treo từ hôm qua giờ, nó chỉ có treo ở cái trạng thái lúc nào cũng mở máy và đỏ lòm lòm này này, thế xong rồi sạc cả đêm nó không vào được bao nhiêu cả. Lát nữa thì tôi phải nhờ các bạn ấy hỗ trợ để thoát nó ra, mà không biết là thoát kiểu gì đây. Thứ hai nữa đó là cái điện thoại chính mà tôi đang dùng đó, thì là khi mà các bạn vào kết bạn nhiều quá và gọi điện không có một giờ phút nào ngơi nghỉ hết, kinh khủng, đúng là nổi tiếng mất rồi. Thế nên là đấy là cái mà có nghĩa là hai cái điện thoại của tôi luôn luôn bị ở cái tình trạng như thế. Riêng cái điện thoại chính là tôi hoàn toàn tôi phải tắt mạng đi, tôi không dám để mạng, chỉ lúc nào tranh thủ vào một tí xem tin tức thôi thì là tôi bật lên, còn không thì tôi lại tắt đi vì tôi chưa thực hiện được, tôi chưa biết cái giải pháp nào để có thể thực hiện được việc bớt đi. Hôm qua thì có xóa dần đi, có chặn dần đi, nhưng mà nó nhiều quá, nhiều kinh khủng nên là cũng chưa chặn được. Nhưng mà đa số thì chặn những cái bạn mà bạn ấy gửi những cái hình ảnh nhạy cảm thôi, chứ còn đâu thì chúng ta thì tất cả đều là bạn bè, cho nên là tôi thì tôi không ngần ngại vấn đề kết bạn đó. Cho nên là tôi trước đây thì tôi rất là lựa chọn những cái người để kết bạn, nhưng mà cũng may mắn rằng là ngay từ đầu thì tôi nghĩ rằng là cái Facebook của tôi á, thì rất là không an toàn, vì tôi đã từng 2-3 lần bị mất Facebook rồi. Cho nên là tôi cái lần đầu tiên ấy, thì là không biết là tôi kích vào cái link gì đó, cái hồi đầu mới tham gia Facebook á, hay là kích vào link gì đó, thế xong rồi mấy người bạn của tôi bảo là chứ sao lại toàn gửi những cái hình ảnh sách với lại những cái link sách giữa các thứ gửi vào cho các bạn đấy. Thế là sau đó thì tôi không bao giờ tôi dùng lại cái nick đó. Thì mấy năm sau tôi lập lại thì tài khoản của tôi thì cũng đã 2 lần bị mất. Một lần bị mất thì họ đòi tiền tôi, họ đòi 2 triệu, nhưng mà sau đó thì tôi không nghe, thì là sau đó là họ mở lại cho tôi với giá 800.000. Thực tế ra bởi vì sao cái
các cái trang này này, tôi xây dựng hình ảnh cá nhân của tôi á, thì tôi luôn luôn xây dựng những hình ảnh đó nó rất là có nghĩa là rất là mình đấy, cho nên là tôi không muốn rằng là ai đó lợi dụng cái hình ảnh của mình để đi làm những điều xấu, cho nên là tôi buộc lòng tôi phải mua lại. Chứ còn thực tế ra cái Facebook của tôi nó không có giá trị gì, mà nó chỉ là một cái sân chơi thôi, không bao giờ có sự chia sẻ bất kỳ một cái điều gì trên đó cả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải giữ cái sự an toàn như vậy, đúng không ạ? Bây giờ quay trở lại về cái câu chuyện tài khoản Pi, thì tôi cũng đã nhắc rất là nhiều lần, cũng đưa vào cộng đồng, rồi là cũng trên các trang khác thì của tôi đều có những cái chia sẻ đó, đúng không? Thì có nghĩa là ở cái tài khoản của chúng Pi của chúng ta, thì khi chúng ta tải app về rồi thì chúng ta bước đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra lại tên. Kiểm tra lại tên thì chúng ta vào cái phần kiểm tra tên đó, và chúng ta hoặc là vào cái hồ sơ thì chúng ta xem cái phần cài đặt, cách thực hiện thay đổi tên của bạn đó, thì chúng ta vào đó và chúng ta kiểm tra lại xem là cái tên của mình trong tiếng Anh không có dấu, viết hoa không dấu này, tên tiếng Việt thì có đầy đủ dấu này, xem đã đầy đủ chưa, đã đúng theo cái giấy tờ tùy thân của chúng ta chưa. Thế còn khi mà chúng ta kích vào sửa chữa thì chúng ta sẽ vào trong cái phần tiếng Anh ấy, thì nó sẽ có phần câu hỏi là tên của bạn là gì, thì chúng ta sẽ viết hoa không dấu. Xong rồi phần dưới là họ của bạn là gì thì chúng ta điền họ thôi. Thế xong rồi có cái phần bên dòng bên dưới là nhấn vào đây đấy, ngay bên dưới cái phần họ của trong tiếng Anh ấy, thì chúng ta nhấn vào đó để chúng ta ghi lót vào đó. Thế còn đâu phần tiếng Việt cũng vậy, chúng ta phần tiếng Việt chúng ta cũng vào cái phần trong tên trong tiếng Việt của bạn, và chúng ta kiểm tra xem là cái phần tên tiếng Việt là ở phần theo bản ngữ, theo bản địa của bạn đó, thì nó ở phần dưới, và chúng ta nhìn vào xem là tên của bạn đúng chưa, độ họ của bạn là gì, xong rồi sau đó chúng ta nhấn vào đây để ghi tên đệm hoặc tên thủ nhỏ, thì chúng ta sẽ ghi vào cái, nó sẽ hiển thị ra tên lót của bạn là gì, thì chúng ta điền tên lót vào đó. Đó là việc thứ nhất của cái tài khoản Pi. Việc thứ hai đó là chúng ta phải kiểm tra lại cái phần hồ sơ, chúng ta vào chúng ta xem, kiểm tra xem là cái phần xác minh tài khoản ngay bên dưới sửa tên đó, thì có cái phần là xác minh tài khoản, thì chúng ta phải vào đó xem chúng ta đã xác minh số điện thoại chưa. Cái việc xác minh số điện thoại vô cùng quan trọng, bởi vì là tại sao tôi vẫn khuyên mọi người là đừng bao giờ mở bằng Facebook, bởi Facebook đó là một cái nơi rất là dễ bị mất tài khoản. Tôi có một người bạn, tôi có một người bạn thì là có nghĩa là dùng Facebook để lập tài khoản đó. Thế nhưng mà tài khoản của bạn ấy thì gần 2000 rồi, đã bỏ đào rất lâu bởi vì mất Facebook. Có nghĩa là bạn đó đã đào trong cái khoảng thời gian mà cùng đào cùng chúng tôi, nếu mà cứ đào thì chắc là giờ cũng được tầm khoảng độ 5-6000 đào solo đấy, 5-6000 đào solo. Đó, thì có nghĩa là khi bạn ấy mất Facebook thì thôi, bạn cũng vứt tài khoản đi. Và hôm qua tôi đã cố gắng để khắc phục, nhưng mà không thể có cái cách nào khắc phục, bởi vì là Facebook của bạn ấy mất rồi. Mà khi trước thì bạn ấy lại không đăng ký bằng số điện thoại, cho nên là bây giờ tìm lại các số điện thoại không xác minh thì cũng không làm gì được. Đó, điều đó rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Vì là đến giờ phút này chúng ta hình dung ra giá trị của Pi nó cực kỳ giá trị rồi. Cho nên là một đồng Pi cũng quý. Việc xác minh thì chúng ta phải xác minh bằng số điện thoại, đó là cái phương pháp an toàn nhất, và xác minh hòm thư mail của mình. Thì chúng ta sẽ có những cái xác minh là xác minh số điện thoại, xác minh Facebook, xác minh mail, xác minh mật khẩu. Thì khi mà chúng ta xác minh thì như tôi thì tôi không xác minh Facebook. Thứ nhất là không hiểu sao không liên kết được đến. Thứ hai nữa là tôi cũng không có ý định để xác minh Facebook, bởi vì Facebook của tôi rất là hay bị nhòm ngó. Thế cho nên là tôi không có thực hiện. Thì chúng ta nhấn vào xác minh. Đối với số điện thoại thì chúng ta nhấn vào xác minh và chúng ta gửi. Gửi thì nó sẽ có 6 cái đầu số, đúng không ạ? Một đầu số của Úc, một đầu số của Mỹ, một đầu số của Bỉ, một đầu số của Israel hay là của cái gì đấy, đại khái là tôi không nhớ, của Anh và của gì đó tôi không nhớ nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhấn vào chữ Hoa Kỳ đó, thì chúng ta lựa chọn những ngày vừa qua thì gửi về đầu số Úc thì là lựa chọn tốt nhất, bởi vì là chúng ta gửi đi cái là sẽ xác minh được ngay.
Còn đồng của Hoa Kỳ thì được rồi, rất là khó để gửi, không biết là do nhiều hoặc là do cái lý do gì đó thì nó rất là khó khăn. Trước khi gửi thì chúng ta phải đảm bảo rằng là cái tài khoản của chúng ta có đủ số tiền để gửi tin nhắn quốc tế. Tin nhắn quốc tế gửi thì nó sẽ mất khoảng độ 2.500, 2.000 đến 3.000 gì đó, tôi không nhớ, và tôi không chính thức ra tôi cũng không biết nó là bao nhiêu cả, nhưng mà chúng ta phải đảm bảo đủ số tiền tối thiểu là 3.000 trong tài khoản, để tài khoản điện thoại của chúng ta, để chúng ta có thể gửi được tin nhắn quốc tế. Đó là về cái phần mà xác minh số điện thoại. Tôi nói ở đây bởi vì là trong những cái người nghe đây thì rất nhiều người là những người mới, cho nên buộc lòng tôi phải nhắc lại. Còn đâu những người cũ thì đương nhiên chúng ta chỉ kiểm tra lại những cái vấn đề đó thôi. Dù chúng ta đã biết hết tất cả rồi nhưng chúng ta kiểm tra lại một lần cho kỹ lưỡng trước khi bước vào máy nét. Đó là phần sửa xong cái tên và sửa xác minh xong đối với tài khoản của chúng ta. Chúng ta tiếp tục, chúng ta vào cái phần browser xem tài khoản chúng ta đã mở ví chưa. Và nếu như thực sự ví của chúng ta chưa an toàn thì các bạn có thể mở lại. Các bạn có thể vào cài đặt lại ví và mở lại ví của mình để cho nó đảm bảo an toàn. Đó. Thì chúng ta nhấn vào ba gạch ở đầu dòng và chúng ta trời ơi, tôi không biết là cái nick cái gì nó vào máy của tôi mà nó cứ treo đơ đơ suốt từ hôm qua giờ, sạc pin thì nó cũng không vào pin mà điện thoại lúc nào cũng ở trạng thái đỏ như thế. Thì chúng ta sẽ vào cái phần ba gạch và chúng ta vào phần browser, thì bây giờ đã chuyển xuống vị trí dưới của chỗ MyNet rồi. Thế cho nên chúng ta sẽ nhấn vào dòng browser. Thì nó là ở dòng thứ ba đối với lại cả cái điện thoại iPhone. Còn không biết là smartphone thì nó sẽ là vào dòng thứ bao nhiêu, để tôi kiểm tra lại, để tôi sẽ lấy cái điện thoại khác. Thì tôi kiểm tra luôn xem nó là dòng thứ bao nhiêu, không phải kiểu không nắm được vì nhiều người không hiểu đâu, nhiều người không hiểu một cái gì luôn đó, mặc dù là cũng ở dòng thứ ba. Vibrator ở đối với các loại điện thoại thông minh cũng ở dòng thứ ba. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là cái nhiệm vụ của chúng ta là quan trọng nhất đó là mở ví, đúng không ạ? Khi mà tôi thường tôi hướng dẫn cho các rep của tôi á, thì điều đầu tiên là tôi hướng dẫn là ngay sau khi mà tạo tài khoản là phải tạo ví ngay, chứ cũng không không có chờ đợi. Thì chúng ta vào browser và đăng nhập vào browser, và chúng ta vào cái phần OneLife P, cái giữa, ở giữa. Không thể quay được đúng không? Bởi vì là nó rất là lóa. Chúng ta sẽ vào cái phần ví có hình cái ví ở giữa OneLife P đó, thì chúng ta nhấn vào đó để tải ví về. Thì cái này thì tôi cũng hướng dẫn mọi người rất là nhiều rồi, cho nên là có thể mọi người xem lại ở trong các cái video trước. Thì ở cái phần ví này thì chúng ta rất là quan trọng cái cụm từ mật khẩu, đúng không ạ? Cái cụm từ 24 từ tiếng Anh này nó vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta chỉ được cấp một lần duy nhất, và nếu như chúng ta mất đi thì chúng ta cũng không có cách nào để lấy lại pi của chúng ta cả. Do đó thì đó là cái việc rất là quan trọng và chúng ta phải cất cẩn trọng, cẩn thận. Chúng ta viết ra một tờ giấy và chúng ta cất vào két sắt, vào quyển sổ nhỏ, xong rồi cất vào két sắt là cái cách tốt nhất. Còn đâu nếu không thì chúng ta có thể là copy lại và lưu ở điện thoại của chúng ta, bằng cách là chúng ta trao đổi vị trí. Trao đổi vị trí nhưng mà chúng ta phải nhớ, ví dụ chẳng hạn là chúng ta tìm cái vị trí từ nào dễ nhớ, ví dụ từ săn mặt trời đi, ở vị trí thứ thứ 5 thì chúng ta xóa bớt chữ săn đi, hoặc là chữ flower, bông hoa, đúng không ạ? Thì chúng ta nó ở vị trí thứ 3 thì chúng ta xóa chữ flower đi và chúng ta viết vào đấy chữ hoa hoặc là chữ
Đại khái có thể chúng ta bằng cái cách nào đó chúng ta có thể nhớ được là vị trí thứ ba là flower, bông hoa, và vị trí thứ năm là sun, là mặt trời. Thì chúng ta xóa hai từ này đi thì chúng ta sẽ ghi ra một nơi khác, hoặc là chúng ta có thể ghi vào quyển sổ tay của chúng ta là flower vị trí thứ ba và sun ở vị trí thứ năm. Thì sau đó chúng ta chỉ cần cất hai từ đó thôi, còn đâu ở trên điện thoại của chúng ta đã có sẵn cụm từ đó, đến khi chúng ta đánh nó sẽ đỡ bị lẫn, đúng không ạ? Chúng ta cứ tìm cái từ nào nó nếu mà các bạn không có tiếng Anh ấy, không học tiếng Anh ấy, thì chúng ta có thể tìm từ nào nó dễ nhớ thôi. Sun thì trong tiếng Anh thì nó là sun, là mặt trời, nhưng chúng ta không biết, là chúng ta chỉ biết, nó không biết tiếng Anh, chúng ta chỉ biết nhìn thấy chữ sun này, nó giống tiếng Việt này, thế là xóa chữ sun đi, xong rồi bắt đầu ghi vào quyển sổ tay là sun. Đó, thì sun ở vị trí thứ năm thì có nghĩa là ở cái chỗ là chúng ta không cần thiết nó phải là tiếng Anh, mà chúng ta cứ chọn cái từ nào nó giống từ tiếng Việt, đúng không ạ? Thế là chúng ta điền vào đó, hoặc là cat, con mèo, thì chúng cat ở trong tiếng Anh là con mèo, thì chúng ta có thể là thấy nó hình chữ cat, cat thì chúng ta chữ cat này nó ở vị trí thứ bảy đi, ta biết từ cat này đấy, thế là ta xóa chữ từ vị trí thứ bảy đi, thế là chúng ta lưu ở quyển sổ tay là cat ở vị trí thứ bảy, thế là chúng ta cũng lưu được, đúng không ạ? Bởi vì trong các cái cụm từ đó thì nó sẽ có những cái từ tương đồng từ tiếng Việt, thì chúng ta như thế nó sẽ dễ nhớ hơn. Đó, đó là về cái cách lưu trữ đối với lại cả mật khẩu của chúng ta. Thế còn đâu? Còn đâu, việc tiếp theo của chúng ta đó là sẽ phải là vào cái chữ mynet, đúng không ạ? Ở dòng thứ hai thì chúng ta vào ba gạch, sau đó thì chúng ta vào dòng thứ hai có chữ mynet, thì chúng ta vào chữ mynet này và bắt đầu bây giờ thì cái thiết lập tỷ lệ khóa thì đã được chuyển sang có bản tiếng Anh rồi, bản tiếng Việt rồi, thì chúng ta sẽ xem trước cái số dư pi của chúng ta khi vào mynet thì sẽ được hoạt động. Thì chúng ta nhìn vào cái phần tím, đúng không ạ? Phần ô tím thì chúng ta sẽ hiển thị ra là cái số pi mà chúng ta có thể được chuyển sang mynet để có thể được tiêu dùng. Đó, thì cái phần tím này thì chúng ta sẽ vào cái phần thiết lập tỷ lệ khóa để chúng ta khóa số pi của chúng ta lại. Chúng ta ở đây nó sẽ có 5 mức độ: 25%, 50%, 90%, 100% và 200%. Thế còn đâu cái thời hạn khóa thì nó sẽ có 4 mức, đó là 2 tuần, 6 tháng, 1 năm và 3 năm. Thì cái phần khóa này thì cũng là cái phần khóa phải bắt buộc. Thế cho nên các bạn bắt buộc phải vào mynet và chúng ta khóa pi lại. Tuy nhiên về cái mức độ khóa và cái tỷ lệ khóa thì sẽ phải là tùy theo cái nhu cầu của mỗi người thôi. Ví dụ chẳng hạn là các bạn mà có ít pi thì các bạn có thể là chưa tiêu gì đến, thì các bạn có thể tiết kiệm, đó là chúng ta khóa lại và để chờ 3 năm. Bởi vì thực tế ra sau 3 năm thì pi của chúng ta hàng ngàn đô la, đó là điều chắc chắn, và thậm chí là nhiều ngàn đô la, điều đó là chắc chắn. Vậy thì chúng ta có ít để chúng ta giàu bằng cách là chúng ta cũng sẽ theo kịp được những người có nhiều ấy, thì chúng ta khóa nó lại 3 năm sau thì chúng ta dùng cũng không sao cả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên thưởng cho mình, đúng không ạ? Thưởng cho mình những cái đồng pi mà chúng ta đã bỏ công sức ra để chúng ta khai thác. Và cũng đó là một cái sự thú vị đối với là cái thị trường tài chính, thị trường thị trường kỹ thuật số này, thì chúng ta có thể sử dụng một số để tiêu cho mình, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta có thể là nếu mà không thực sự cần thiết thì chúng ta khóa 90% trong 3 năm, còn đâu 10% chúng ta có thể tiêu, đúng không ạ? Bởi vì ngay khi vào mynet thì giá trị của pi cũng đã là đủ cho chúng ta có một phần để chúng ta tiêu, nó được gọi là tận hưởng cái niềm vui đó như một món quà thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta không, chúng ta tiêu mà chúng ta cảm thấy nó rất là thoải mái. Còn đâu ví dụ chẳng hạn như tôi thì tôi còn kinh doanh, cho nên là tôi chỉ khóa 50% thôi, 50% tôi để 3 năm nữa tôi tiêu, còn đâu 50% thì tôi sẽ sử dụng để tôi kinh doanh, cho nên là tôi chỉ khóa có 50% và vẫn khóa trong 3 năm. Bởi vì thực tế ra chẳng kinh doanh nào lại được so với lại cả cái việc pi tăng giá, đúng không ạ? Khi mà chúng ta khóa lại thì chúng ta vừa được tăng giá do cái tỷ lệ khai thác tăng lên, vừa lại được cái giá trị của cái pi tăng lên. Vậy thì chúng ta tội gì, đúng không ạ? Không làm gì bằng cả. Cho nên chúng ta để đó và chúng ta tiết kiệm. Đó là một điều rất là hay. Về cái thời gian tỷ lệ khóa thì chúng ta có 5 mức đó thì chúng ta tùy chọn nhé. Chúng ta tùy chọn và chúng ta hình dung ra này, đối với lại cả cái mức độ khóa, tùy cái mức độ khóa và cái thời gian khóa thì cái lượng, cái tốc độ nó tăng, nó sẽ thay đổi.
thì các bạn có thể vào đó để các bạn xem chi tiết. Chứ còn đâu bây giờ mà giải thích ở đây thì nó cũng không 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 hết được. Và hai nữa nó cũng dài dòng lắm. Nhưng mà nói chung là cái tỷ lệ khai thác của chúng ta là sẽ tăng lên tùy theo cái mức độ. Ví dụ đây tôi đang thử đối với lại cả 25%, thì trong 2 tuần chúng ta sẽ được tăng lên là 10%, và trong 6 tháng thì sẽ tăng lên là 50%, còn trong 1 năm thì sẽ tăng 100%, và của 3 năm thì nó sẽ tăng 200%. Thì cái tỷ lệ này thì nó sẽ là cái số pi của chúng ta khóa nhân với lại cả cái tỷ lệ và nhân với cái phiên đào, cái thời gian đào. Ví dụ chẳng hạn ở đây là của tôi là được gần 700 phiên. Do đó thì các lần khóa trước của bạn sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng khóa tổng thể của bạn. Tỷ lệ khai thác cơ bản sau MyNet sẽ khác nhau. Thiết kế và công thức khóa có thể thay đổi nhỏ. Chia sẻ phản hồi của bạn trong cuộc trò chuyện Pi. Thì thế thôi, chúng ta chỉ lưu lại những bước đó thôi. Đó là toàn bộ cái phần tài khoản Pi của chúng ta. Còn một nhiệm vụ nữa mà chúng ta cũng nên làm, bởi vì khi mà Pi vào MyNet thì sẽ khóa lại và chúng ta không được giao dịch bằng tiền fiat, mà chúng ta chỉ được giao dịch để trao đổi hàng hóa. Thì đây đó là một cái cơ chế cực kỳ đặc biệt và cực kỳ thông minh. Thông minh bởi vì sao? Tránh cái trường hợp xả hàng cũng như tránh trường hợp các cái cá mập thu gom Pi của chúng ta. Những người khó khăn đó thì hoặc là những người ta không hiểu biết đó, thì người ta sẽ bán ngay cái tài khoản khi vào MyNet. Cho nên đó là một cái cơ chế rất là tuyệt vời, bởi nếu như mà họ mà bán luôn đi thì thị trường chúng ta sẽ bị mất đi cộng đồng, và những người không tham gia Pi nữa thì cái sự phát triển của Pi nó sẽ bị thứ nhất là họ sẽ nghèo đi sau khi mà họ bán tài khoản, thứ hai là họ sẽ cái cộng đồng nó sẽ bị giảm đi. Thế cho nên là cái chuyện trao đổi hàng hóa thứ nhất là để thúc đẩy thị trường, để các cái doanh nghiệp họ nhảy vào với Pi. Thứ hai là để giữ chân người, những cái pioneer ở trong cộng đồng, để cho họ đi đồng hành được với Pi lâu dài hơn. Thứ ba nữa đó là một cái cách để mà giữ cái sự giàu có lại cho những tiết kiệm lại cho những pioneer của chúng ta, để cái sự giàu sang thịnh vượng nó là lâu dài, đúng không ạ? Thì đây là cách để chúng ta xác minh Gmail đối với lại cả tài khoản của chúng ta. Chúng ta vào ba gạch, sau đó chúng ta vào Pi Browser, vào Pi Browser, sau đó chúng ta đăng nhập vào Pi Browser. Thì trên màn hình sẽ hiển thị 7 biểu tượng, đúng không ạ? Đó là Chat Pi, Wallet Pi, Brightstone Pi, Min Pi, Blockchain Pi, Develop Pi và KICP. Thì chúng ta sẽ vào cái Min Pi ở vị trí thứ tư, Min Pi. Thì khi này chúng ta nó không được rõ lắm, rất là lóa. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên này đây. Đó, thì chúng ta sẽ đánh là https Min Pi. Xong rồi chúng ta xẹp chéo này, gạch chéo này, email. Chúng ta sẽ đánh như thế này. Đó. Và khi này chúng ta xong thì chúng ta vì là cái này là tôi xác minh rồi cho nên nó không hiển thị lại như thế nào ấy. Nó không hiển thị lại. Đó, thì chúng ta khi mà chúng ta đánh xong chữ https 2.2 gạch chéo min.py gạch ngang email, thì chúng ta sẽ nhấn vào đó để trở vào cái màn hình của cái xác minh Pi, xác minh mail. Thì khi này chúng ta sẽ check mail của chúng ta, cái địa chỉ mail của chúng ta, thì Pi sẽ gửi đến cho chúng ta một cái phần gọi là xác minh đó, thì chúng ta kích vào đó thì để chúng ta xác minh. Còn của tôi là nó xác minh rồi cho nên là tôi không thể mở được nó ra nữa, vì của tôi xác minh. Còn một việc nữa đó là chúng ta phải xác minh Gmail, đúng không ạ? Xác minh Gmail thì khi mà xác minh số điện thoại với lại cả xác minh Facebook
và xác minh mật khẩu á, thì nó có cái phần xác minh Gmail ở đó nữa. Mà khi nãy đáng ra là lúc xác minh số điện thoại thì tôi đã hướng dẫn mọi người, tuy nhiên thì tôi lại quên cái phần đó. Thì cái phần xác minh Gmail ấy thì chúng ta sẽ vào cái phần ba gạch và chúng ta vào B browser. Sau đó thì màn hình B browser nó sẽ hiển thị ra là có 7 cái ứng dụng trong đó, đúng không ạ? Đó là Chatpi, đó là OneNetPi, Brainstormpi, MinPi, Blockchainpi, DevelopPi và KICPi. Thì chúng ta sẽ vào cái phần thứ tư, tức là phần MinPi. Có nghĩa là ở trên dòng trên thì nó sẽ có 3 phần và đầu dòng đầu của phần dưới. Bây giờ tôi sẽ quay để mọi người, từ đầu để mọi người nhìn cho nó rõ này. Chúng ta sẽ vào cái màn hình của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta vào ba gạch này. Xong rồi chúng ta sẽ vào B browser này. Đó, đăng nhập vào B browser. Thì màn hình của chúng ta sẽ hiển thị ra 7 cái phần này. Đó là Chatpi, OneLabPi, Brainstormpi, MinPi, Blockchainpi, DevelopPi, NKICPi. Thì chúng ta sẽ vào cái phần MinPi, đó là phần thứ tư, đúng không ạ? MinPi này. Khi vào MinPi thì chúng ta hơi mờ, đúng không? Chúng ta sẽ đánh H. Chúng ta nhìn ở trên cái phần phía trên cửa sổ đây thì chúng ta sẽ đánh vào đây là chữ. https. Xong rồi ra cuối này chúng ta sẽ đánh chữ gạch chéo và đánh chữ email. Đó, thì chúng ta đánh ra chữ như thế này. Vì là của tôi là xác minh rồi cho nên nó sẽ không hiển thị ra, nhưng mà chúng ta sẽ vào như thế. Và chúng ta sẽ vào trong cái phần mail của chúng ta, vào trong cái hộp thư của chúng ta. Để chúng ta, tôi sẽ tìm hộp thư, xong rồi sau đó thì sẽ chỉ cho mọi người. Chúng ta sẽ đăng nhập vào hộp thư của chúng ta và chúng ta sẽ tìm tin nhắn mà của Pi gửi về cho chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy cái tin nhắn của Pi gửi về này, thì ở đây là verify do email address của tôi là đã hoàn thành, đã xác minh được. Còn đâu của mọi người mà chưa xác minh được ấy, thì có cái phần click here to verify your email. Thì chúng ta sẽ click here. Chúng ta click vào here. Đó. Thì là chúng ta click vào đó. Thì chúng ta đã là coi như xác nhận, xác minh. Thì là đội ngũ nòng cốt sẽ gửi đến cho chúng ta cái dòng chữ là xác minh đó. Verify đó. Còn đây là vì của tôi đã xác minh rồi cho nên nó sẽ hiển thị như thế này. Đó là cái phần mà chúng ta xác, đó là phần chúng ta đã xác minh Gmail, đúng không ạ? Thế còn một việc nữa cũng khá quan trọng, đó là chúng ta sẽ vào ứng dụng của Pitcherman để mua bán hàng hóa, đúng không ạ? Chúng ta ban đầu chúng ta chỉ được giao dịch mua bán hàng hóa thôi và chúng ta không được chuyển tiền fiat. Sau đó thì chúng ta sẽ thông qua cái ứng dụng Pitcherman, là cái ứng dụng đã được giải trong cái cuộc thi hackathon của Pi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào cái phần Pi của chúng ta và chúng ta vào Pi, xong rồi sau đó nó có chữ Brainstorm. Brainstorm ở ngay màn hình đấy, một bên là mời và một bên là Brainstorm. Thì chúng ta sẽ nhấn vào Brainstorm. Màn hình sẽ hiển thị ra toàn bộ là tiếng Anh thôi, thì mọi người không cần phải đọc, thì mọi người chỉ vào chữ cái màu tím continue đó, continue, thì chúng ta sẽ ấn vào continue để tiếp tục vào trong Brainstorm. Vào trong Brainstorm thì khi chúng ta ấn continue thì vào đây nó sẽ có start online project team, thì có chữ ok hoặc là don't show again. Thì chúng ta sẽ nhấn vào OK để chúng ta đăng nhập vào cái phần của các cái dự án của Hackathon, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào cái phần dòng cột thứ ba thì sẽ có cái phần Hackathon. Nói như này để qua qua thôi, còn đâu thì tôi sẽ quay và mọi người sẽ nhìn vào đó. Thì là vào cái phần Hackathon, vào phần Pitcherman, thì chúng ta sẽ vào Pitcherman. Pitcherman thì nó có hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ vào cái phần Readmore. Và chúng ta vào cái phần website của Pitcherman đó, thì chúng ta sẽ vào đó để chúng ta đăng ký confirm và đăng ký. Như vậy là chúng ta đã đăng ký xong được cái tài khoản Pitcherman của chúng ta rồi.
Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video, bởi vì chiều nay cũng sẽ phải làm một cái video bởi vì là cũng có tin tốt rồi đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau nhé.